Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái trường hợp, ví dụ như cái video của mình quay á, thì lúc mình quay xong nó về, sau đó mình về mình không copy từ từ máy sang từ điện thoại sang máy, hoặc là mình cắt, nhưng mà vô tình là cái file đó nó nặng quá hoặc nó bị lỗi gì đó. Đến khi mình copy qua nhưng mà từ điện thoại qua rồi, đến lúc đó là mình mở lên cái file đó mà lên không có được, là nó sẽ bị báo cái trường hợp như tôi ví dụ như cái video này. Ví dụ như mình đang đang có cái video như thế này là cái trường hợp này, ví dụ nó bị lỗi này. Đó là mình đó, chẳng hạn như video này mình quay, nó rất là quan trọng đối với mình, nhưng mà vô tình trong quá trình mình copy hoặc mình cắt từ điện thoại chuyển sang máy tính đó, nó bị lỗi, khi mình mở cái file đã lên không có được, và nó xuất hiện ở dưới cái ở dưới cái thanh của cái trình mở video này, nó có hiện chữ là cannot render file ha. Đó nghĩa là cái file này là không mở được này, cannot render file, đó là bị trường hợp như thế này. Thì để khắc phục làm sao chúng ta có thể lấy lại được cái file này, quý vị có thể thấy ở đây nó báo là cannot render file này ha. Đó, cannot render file. Thì bây giờ để mà khắc phục cái trường hợp video này nó bị lỗi, mình không có mở được, không có cách nào hết. Đó, không mở được, nó bị lỗi. À, quý vị thấy cái detail, cái chi tiết ở đây không có thể hiện hết này. Đó, và trong quá trình mình copy nó bị lỗi rồi. Thì để lấy lại được cái file này, mình sẽ sử dụng một cái phần mềm. Mình giới thiệu cho quý vị các bạn cái phần mềm này. Để các bạn khi gặp trường hợp mà cái file nó bị render file không mở được, cannot render file không mở được, thì mình có thể khắc phục và lấy lại nó. Thì ví dụ ở đây tôi giới thiệu cho quý vị cái phần mềm là Video Repair ha. Quý vị có thể lên mạng tải cái phần mềm này về. Thì trong quá trình tải là mình có thêm cái phần keygen để mình crack cái phần mềm này. Thì khi mình crack phần mềm này, thì khi quý vị mở cái đuôi gs.se này lên này, đó, khi tải cái phần mềm này về thì mình sẽ mở này lên. Ok. Thì khi mà cái phần mềm này mà mà nó chưa có hiện cái dấu tích mà full mode cho đây á, là nó chưa được crack quý vị. Thì để crack, ví dụ như trường hợp mà để crack á, thì quý vị có thể chọn chọn cái crack của cái phần mềm này. Thì khi quý vị crack, quý vị có thể bấm vào cái purchase, cái đơn hàng này, thì quý vị sẽ thấy hiện một cái request number ở đây. Thì để mình crack thì mình sẽ mở cái file crack lên. Cái file crack đây, quý vị mở file này lên. Khi quý vị mở cái file này lên, quý vị có thể copy cái event number này nè, 1820 này nè, vào cái file keygen này. Ví dụ 1820, sau đó mình bấm Enter rồi, nó thì nó sẽ hiện code phía dưới đây cho mình. Code ở đây là 7891 này. Khi nó hiện code lên, quý vị copy cái code này, quý vị mình bỏ qua đây. Sau khi update xong thì nó sẽ hiện cái dấu tích chỗ đây, full mode. Như vậy là cái phần mềm này mình sẽ được crack rồi. Sau khi tải phần mềm về và crack phần mềm xong, thì chúng ta sẽ vào cái file này gs.me, chúng ta sẽ mở nó lên.
chúng ta sẽ mở nó lên, rồi chọn English. Ok, rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi khắc phục cái file hồi nãy. Thì ở đây sẽ mình nó sẽ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chọn cái file mà mình cần repair nó, mình cần lái lại. Và cái file thứ hai ở đây là cái file mà nó làm tiêu chuẩn á, à, nó làm tiêu chuẩn để mà nó dựa vào cái tiêu chuẩn này để nó lái lại cho nó tương thích. Thì để được như vậy á, quý vị nên lấy một cái file là nó phải có cái dung lượng nó lớn. Ví dụ cái file của quý vị mà lúc quý vị quay mà nó bị mất á, nó có dung lượng là 1GB chẳng hạn, thì quý vị có thể lấy một cái file mà nó có cái file tương tự á, để mình làm cái tiêu chuẩn để mình lấy lại á, thì cái ghi nó phải cao hơn, hoặc là cái số phút ha, cái số phút nó phải cao đó, để nó làm cái tiêu chuẩn để nó lấy lại cho nó chính xác ha. Thì ví dụ tôi ở đây mình sẽ lấy cái file của mình đây, file này là bị lỗi này, nó mở không được, báo cannot render file này. Đó, thì để khắc phục trường hợp này, quý vị vào cái phần mềm nãy mình đã crack, quý vị chọn vào đây, True Movie, ha, chọn vào đây, chọn vào cái file mà mình cần lấy lại á, cái file mà bị lỗi á, ha, thì ví dụ cái file của tôi hồi nãy bị lỗi là cái file này, render file ha, cannot render file, cái file này không có mở được ha, rồi mình chọn cái file này, rồi, chọn file này rồi. Tiếp cái thứ hai là chọn cái mà để làm cái tiêu chuẩn để cho nó có thể nó lấy lại, à, làm cái tiêu chuẩn thôi. Ví dụ lấy cái một cái file mà cái dung lượng nó lớn á, dung ghi nó lớn và cái số phút nó cao á. Ví dụ ở đây là tôi chọn cái file này của tôi làm cái tiêu chuẩn rồi. Rồi sau khi chọn xong, quý vị có thể bấm cái chữ scan ha, bấm cái chữ scan đây, à, để cho nó chạy và nó sẽ lấy lại cái file đó, rồi để cho nó chạy ha. Rồi thì nó hiện xuống dưới rồi nè quý vị, đó. Đó cái file của mình nó đã hiện xuống dưới rồi nè, đó thì quý vị có thể kích vào đây quý vị xem. À, quý vị có thể thấy là tôi lấy lại cái file đó, tôi đã lấy lại được rồi đó. Đó cái file đó nó sẽ nằm bên này quý vị, đó nó sẽ tạo một cái tệp cho mình này. Khi mình xuất ra nó sẽ tự động nó tạo ra một cái tệp đây cho mình này. Đó. Thì nó nằm ở trong đây này. Rồi, file đây. Đó, cái file của tôi hồi nãy bị lỗi này. File bị lỗi này không mở được này. Đó, báo cannot render file này. Thì sau khi dùng cái phần mềm để mà lấy lại này, nó sẽ là file đây ha. Nó nằm trong một tệp đây. Bây giờ có thể lấy lại được rồi ha quý vị. Đó là trường hợp mình lấy một cái cái video làm tiêu chuẩn ha. Ví dụ tôi lấy cái video này tôi làm tiêu chuẩn là nó lấy lại được file rất là đầy đủ này. Còn ví dụ như tôi ví dụ sẽ lấy một cái file làm tiêu chuẩn file khác chẳng hạn, ví dụ một cái video nào đó, ví dụ video này có 1 phút đi chẳng hạn, à, video này nó rất là nhỏ, dung lượng rất là nhỏ đó. Có 1 phút rồi và nó có 491 MB chẳng hạn. Bây giờ tôi lấy cái này làm tiêu chuẩn rồi, thử cái file đó mình lấy cái file này mình lấy lại nó có được không ha, nó có bị lỗi hay không ha. Đây file này đang bị lỗi rồi nha. Rồi bây giờ mình ví dụ ha, ví dụ mình lấy một cái file vẫn có để file đó đúng không, đó cái file mình cần sửa lỗi là file đây. Rồi ví dụ mình lấy một cái file tiêu chuẩn của mình là một file khác chẳng hạn, file đây 855, rồi mình chọn file làm tiêu chuẩn, file này dung lượng rất là nhỏ như này,
ví dụ file đây ha. Đó. File này có 9400 mấy thôi. Ví dụ lấy file này làm chuẩn đi. Thì thử nó có lấy được hay không ha. Rồi tôi scan lại nha. Không được không quý vị. Đó. Thế là cái file quan trọng, cái file làm tiêu chuẩn này nó không, cái dung lượng nó quá nhỏ. Không làm được, không lấy ra được. Bây giờ ví dụ tôi lấy một cái file khác chẳng hạn. Giờ mình làm lại ha. Mình lấy cái file của mình. Đây, file mình lỗi này, mình cần repair này. Rồi. Lấy một cái file khác làm cái tiêu chuẩn. Rồi tôi sẽ lấy một cái file nào, ví dụ file này đi, file này 1GB đi cả hàng ha. Tôi lấy file này ha. File này là cái file làm tiêu chuẩn này có 2GB mấy, là 19 phút mà. File này 1GB có 5 phút mấy ha. 5 phút 4 mấy. Thử lấy file này ha, làm chuẩn thử nó có ra được hay không, nó có lấy lại được cái file gốc của mình hay không, file cần chỉnh sửa hay không. Rồi, ở đây là đó, nó sẽ hiện những cái tệp phía đây này. Đây quý vị, đây. Rồi, mình thử mở thử được không nha. Thấy không quý vị, đó, nó lỗi này ha. Đấy, nó bị màn hình xanh ha. Đó, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn là phải là cái file làm chuẩn. Cái file làm chuẩn của mình nó phải ở cái dung lượng nó phải cao, nghĩa là nó phải cao hơn cái file mình cần lấy, là cái ghi của nó, cái dung lượng ghi nó phải lớn, và cái thứ hai là cái số phút nó phải nhiều ha. Thì quý vị lấy nó sẽ thành công cao hơn, chứ mình lấy một cái file mà nó thấp hơn thì nó sẽ không có được, giống như cái video này ha, nó vẫn bị lỗi này đó. Lấy lại được này nhưng mà hình ảnh không có rõ ràng ha, đó, nó bị màn hình xanh này đó, nó không ok được. À, ví dụ bây giờ tôi làm lại như hồi nãy là nó sẽ được ha. Này. Ví dụ bây giờ tôi lấy lại. À, file mình cần repair này. Rồi chọn cái file làm tiêu chuẩn ha. File làm tiêu chuẩn là cái file dung lượng rất lớn này. 2,3 tỷ ha. 19 phút. À, tôi sẽ lấy cái file này làm tiêu chuẩn. Rồi bây giờ mình quét lại ha. Đợi xíu nha quý vị. Rồi. Rồi làm lại. Chưa được. Mở lại cái phần mềm này. Rồi mở lại phần mềm này. Làm lại. Rồi. Chọn cái file bị Keynote Render này. Chọn cái file làm tiêu chuẩn này. File này. Rồi scan lại này. Chạy rất là nhanh. Tùy theo cái file mà mình làm tiêu chuẩn nó cao hay như thế nào thì nó cái mức độ thành công nó sẽ cao hơn mấy người. Rồi có rồi nè. Rồi nó sẽ tạo một cái folder ở đây cho mình nè. Đây quý vị. Rồi cái file nó xuất ra rồi nè. Quý vị có thể mở ra được rồi nè. Đó, nó không có bị màn hình xanh như vậy. Đâu quý vị. Nó không có bị. Rồi, thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho quý vị một cái trường hợp là cái file video của mình trong quá trình copy hoặc cắt mà nó bị lỗi, mình không mở lên được, nó báo là cannot render file. Thì để khắc phục có thể lấy lại được cái file video này thì quý vị có thể dùng cái phần mềm
phần mềm repair, video repair ha. Rồi các quý vị tải về và quý vị crack nó để mà quý vị có thể lên mạng ha, lên Google search nha, lấy cái file này về và tải cùng cái crack về. Rồi quý vị có thể lấy lại cái file này như nãy giờ tôi đã có hướng dẫn. Rồi cảm ơn quý vị, xin chào quý vị. Quý vị xem video nếu thấy có hữu ích thì vui lòng like, đăng ký, subscribe, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị nhé.